Cách dưỡng ẩm phục hồi rổ giá hợp lý mà mình cực kỳ yêu thích đó chính là Aderma Universal Cream Hydrating. Trước đây mình đã sử dụng phiên bản cũ và bây giờ là phiên bản mới với kết cấu cải tiến vượt trội và phù hợp đối với da treatment. Aderma là một hãng dược mỹ phẩm cực kỳ uy tín của Pháp và mình đã sử dụng cách đây 10 năm từ thời còn học đại học. Với 98% thành phần có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn, lành tính, phù hợp đối với da nhạy cảm và có thể sử dụng được cho cả trẻ em và người lớn. Kết cấu sản phẩm dạng kem màu trắng không quá đặc nhưng lại có khả năng dưỡng ẩm cực kỳ tốt, khả năng phục hồi, giảm bong tróc và giảm sần đỏ trên da của mình chỉ sau 3 đêm liên tiếp sử dụng. Và mình đã áp dụng vào bước cuối cùng trong chu trình chăm sóc da với các loại treatment và mang lại hiệu quả thực sự rất là bất ngờ. Bản thành phần rất là đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vượt trên cả mong đợi. Có glycerin giúp dưỡng ẩm da, có chiết xuất từ bơ hạt mỡ nhưng lại không có kết cấu nặng hay là bí da. Ngoài ra còn có chiết xuất từ yến mạch có công dụng làm dịu và giảm kích ứng, bổ sung thêm HA và vitamin E. Không cồn khô, không hương liệu, không dầu khoáng, không silicone và không luôn cả paraben. Về nhược điểm của sản phẩm này thì có hạn sử dụng khá là ngắn, chỉ 6 tháng sau khi mở nắp. Và vì không có hương liệu cho nên nó có cái mùi hơi kỳ kỳ, 9 trên 10 không cần phải bàn cãi.